Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày duy nhất, 20 tháng 4 năm 2019, hội nghị và triển lãm lớn nhất Việt Nam về ứng dụng công nghệ marketing và phát triển và tăng trưởng kinh doanh, quy tụ hơn 2.000 marketer khắp Việt Nam và Đông Nam Á với ba hoạt động chính: hội thảo, triển lãm và kết nối kinh doanh. Hơn 20 lãnh đạo hàng đầu sẽ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, góc nhìn về hiện tại và tương lai của công nghệ marketing. Ông David Palame, giám đốc marketing HubSpot châu Á Thái Bình Dương. Ông Ivan Doruda, phó chủ tịch MGID. Ông Tuấn Hà, chủ tịch Vinalink. Bà Nguyễn Hương Quỳnh, tổng giám đốc Nielsen Việt Nam. Ông Lê Hải Bình, phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Ông Phan Dũng, giám đốc kinh doanh chiến lược Tiki. Ông Lê Tùng, giám đốc marketing tập đoàn Sunhouse. Ông Đoàn Đức Thuận, phó tổng giám đốc chiến lược và marketing Owen. Hoạt động triển lãm là cầu nối hơn 60 doanh nghiệp và hơn 2.000 marketer đang khao khát tìm kiếm các giải pháp, dịch vụ công nghệ marketing cho việc phát triển kinh doanh. Big Data, học máy, thông minh nhân tạo, trải nghiệm khách hàng, tự động hóa, tối ưu hóa, thực tế ảo và networking, tôn chỉ của Việt Nam Martech. Party đặc biệt đêm 19 tháng 4 và ngày 20 tháng 4 hứa hẹn sẽ kết nối hơn 150 diễn giả, KOL và VIP tại Martech. Hơn 2.000 marketer, hơn 150 VIP và hơn 60 gian hàng triển lãm đang chờ đón bạn tại Việt Nam Martech 2019. 20 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh, tham gia cùng chúng tôi ngay tại martechexpo.com.vn.